Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tâm để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai tàn ha. Tàn bự không quý vị ơi. Tàn bự chẽn ha. Lô này vừa mới về luôn nè quý vị ơi. Lắc có thật có nha quý vị. Đặc biệt là lô mai này tàn đẹp. Đế cũng đẹp nhưng quý vị. Lô này vừa về tới luôn. Vừa làm ra luôn, qua giới thiệu cho quý vị đây. Đây, chào Tâm. Dạ em chào anh, dạ em xin kính chào cô chú anh chị cả nhà đại gia đình gần xa. Hôm nay em gái về một lô mai tàn lớn, dáng đế, bậu đế. Xin giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0346929112, cũng là số Zalo của em. Cây thì là cây mai dạ thủ đức bông 5 đến 12 cánh, hoa chùm cánh to đọt đỏ hồng như cô chú anh chị. Những cây mai tàn lớn này thì giá tiền lớn và cây lớn, cho nên là em bao sống 50-50%. Mỗi người mình có trách nhiệm bên chăm bên bán. Và những cây nào mà bao phí 200 cây số hoặc toàn quốc thì em sẽ báo cho cô chú anh chị mình biết hen, vì cây rất là to. Rồi em bước vô mã số 1 đầu clip nha cô chú anh chị. Chiều cao là 2,5m, tàn ngang 2,5m hơn luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi đo hoành báo từ xa luôn nha quý vị. 36 hoành nha cô chú anh chị. Rồi hoành 36. Thôi vậy cũng nghĩa tàn thức đi ha. Cây rất là già mùa, rất là lớn cây, cứng cây cho mình nha cô chú anh chị ơi. Xương cành đặt kẹo từ trên xuống luôn nè quý vị. Mình ra máy chậm 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 xuống đây. Một cốt thẳng đứng lên. Xương ngang ha. Tay cành kích rịch ha quý vị. Chi tàn lợt. Bầu đế thì ok, quá xịn rồi. Rồi vô đế nó đây. Để vô qua cái cò này, cái vô đế cho gì xem ha. Đế quá xịn rồi cô chú anh chị. Để xe bích cái bầu luôn. 36 hoành nha cô chú anh chị ơi. Chi cành nhánh lợt luôn. Bao nhiêu đi Tâm? Đường kính bầu 73. Đó, cái bầu bực chẳng luôn ha. Để bích luôn. Dòng đế nó nhân quý vị. Anh trước này nó cũng có rễ chòm để chịu ha. Có hết như quý vị nè. Đầy đủ ha. Mai tàn khai thác vừa vừa thôi, vậy là thấy được rồi cô chú anh chị. Môi móc nhiều quá nó bật gốc luôn á. Mã số 1 em gái Zalo giá 5.500.000, em gái phí ship 200 cây số cho mình cô chú anh chị. Khi đi cây cô chú anh chị mình vui làm cho em gái tí xíu gặp niềm tin đi cây nha cô chú anh chị, tại cây rất là to, rất là bự. 5.500.000 mã số 1 36 hoành. Rồi qua cây số 2 luôn rồi quý vị ơi. Em lên mã số 2 cô chú anh chị ơi, chiều cao 2m, tàn ngang 2,5m. Trời ơi. 33 hoành cô chú anh chị. Rồi hoành 33. Nguyên một cái nồi đế đẹp luôn cô chú anh chị ơi. 33 hoành. Rồi xương cành luôn. Trốn luôn rồi. Tới qua hết cây này cái. Rồi xê xê luôn. Xá cành nhưng quý vị ơi. Cây nặng quá, bự quá. Bự nặng Đinh quá. Nó quải trốn. Rồi để đây quý vị. Đó, cây thì mới vừa về ngày hôm qua ha cô chú anh chị, nay làm bầu thì giao lưu cho cô chú anh chị của mình luôn đó cô chú anh chị ơi. Chưa thấm nè. Dạ. Bầu đế nào đế là đặt kẹo luôn ha cô chú anh chị. Mã số 2 cô chú anh chị ơi. Mã số 2 em gái giao lưu giá 3,8 triệu, em gái phí ship toàn quốc cho mình luôn cô chú anh chị. Rồi 3,8 triệu bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Dạ em lên tiếp theo cho mình là mã số 3 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 2,5m, tàn ngang 3m cô chú anh chị ơi. Cây này có lô chiến trước nè cô chú anh chị. Còn sót lại em đó nè. Em này em thanh lý ha. 34 hoành đó đây nha cô chú anh chị. 34 dư luôn nha quý vị ơi. Dạ. Rồi để nó luôn nha. Đây em này còn sót lại của chiến trước nè. Cây này em cũng thanh lý rẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Cây tàn tán bự lắm luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình lên thân cành nó nha quý vị. Tay cành khích đeo luôn. Đặt hết trơn. Lực 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 mà đặt hết trơn quý vị. Ra máy rất là chậm ha. Nụ to, nụ bự, bông chùm luôn á cô chú anh chị. Mã số 3. Em gái cho luôn giá 4 triệu phí ship 200 cây số cô chú anh chị ơi. Rồi, 4 triệu. Cây chập bá vậy đó, 200. Nuôi biết bao nhiêu năm luôn mới được cây mai vậy đó cô chú anh chị, 4 triệu 500 ngàn.
Rồi. Ủa bảy xin lỗi, mã số 3 4 triệu cô chú anh chị. Em nói lại. Rồi, chuẩn cây luôn. Rồi, tiếp tục mình qua mã số 4 nha quý vị ơi. Dạ em lên cho mình mã số 4 một cây trực nha cô chú anh chị. Chiều cao là 2m2, tàn ngang là 2m5 nha cô chú anh chị, cây trực. Rồi, vô cây hoành luôn. 32 hoành. Rồi, hoành 32. Cây này có củ đế luôn cô chú anh chị. Rồi, ơi. Xuống cái củ đế trước luôn nha quý vị. Rồi, xe xe luôn. Cái này có cái tử ở dưới ha. À, nguyên củ đế đẹp luôn. Nhiều quý vị không thích cái nhánh tử, cây tử này quý vị đục đục bỏ cái nhánh này ha. Chi nhánh vàng xương ngang luôn cô chú anh chị. Điều ha, phân bố khéo cây. Rồi, xương cành đây. Nghe kỹ những gì mình rà máy cũng rất là chậm nha quý vị. Đó. Rồi rà xuống lần nữa đây. Mã số 4 em gái cho lưu giá 2.500.000. Em gái phí ship 200 cây số còn toàn quá cho em cắt đọt vuốt điều cây lại cho cô chú anh chị mình thì đi ok ha. Rồi 2.500.000. 2.500.000. Rồi qua cây mới luôn. Dạ em lên cho mình là mã số 5 cô chú anh chị. Mã số 5 ha. Cây này giống như con thú nằm dài ha cô chú anh chị. Đuôi mông rất là to luôn. Chiều cao 2m5, tàn ngang 2m5 cô chú anh chị. Rồi vô cái bành báo từ xa luôn đi ha. Con quái đặc biệt luôn. 30 quanh. Rồi quanh 30. Rồi xương cành rồi xương ngang không có gì, xương này cũng thích lắm nè nhưng quý vị. Đây. Con rễ rất là lực, rất là to, rất là bự luôn cô chú rồi, anh chị. Xương cành tép luôn. Dáng quái đặc biệt luôn. Chi cành kẹo. Rồi coi dưới đế quý vị. Để đây. Có hai con đế chán bên đây ha, lạ đế vậy. À, cây này giá yêu thương luôn cô chú anh chị, mã số 5 3 triệu cô chú anh chị, ship toàn quá thì cũng cho em hạ đọt vuốt điều tàn lại luôn, còn nếu không thì em để nguyên đi tê đi 200 cây số cho cô chú anh chị mình ha. Còn cô chú anh chị mình mua số lượng thì em sẽ để giá mềm hữu nghị cho cô chú anh chị mình hơn. Còn cô chú anh chị mình muốn tới nhà xem cây thì cứ alo trực tiếp cho em gửi định vị cho cô chú anh chị mình đến nhà. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Em lên tiếp theo mình mã số 6 cô chú anh chị. Số 6 chiều cao 2m2, tàn ngang 2m2 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, hoành 28. Em này chơi lùng lực búp măng đẹp nè cô chú anh chị. Em này là chơi tông lùng lực búp măng là đẹp cây luôn cô chú anh chị. Rồi, quý vị ngắm nghía xương cành ha. Kéo ra từ đỉnh xuống nha quý vị. À, cây bộ đế nè cô chú anh chị. Cái này chơi vuốt lùng lực búp măng rất là đẹp cây luôn cô chú anh chị. Đây cành đặc quá nè quý vị ơi. Kẹo luôn nè. Hai bộ đế này cô chú anh chị. Tuyệt vời. Lấy hết đế của cây luôn á cô chú anh chị. Đầu rất là to. Bây giờ cũng nghĩ kỹ đế lại nha. Rồi tay cành quý vị ơi, đặt kẹo nè ha. Đường kính bào là 65 cô chú anh chị. Rồi giao luôn như đêm. Lùng lực bắp măng đẹp luôn ha cô chú anh chị, bầu đế đẹp luôn, chi nhánh đều đặt kẹo. Em xin giao lưu giá 3.500.000 mã số 6 cô chú anh chị. Rồi 3.500.000 mã số 6. Rồi qua mã số 7 bên kia Tâm ơi, Tâm. Rồi, xuống kê anh em ơi. Dạ đây, em lên tiếp theo cho mình là mã số 7 nha cô chú anh chị. Mã số 7 chiều cao 2m5, tàn ngang 2m5, chi vàng xương ngang cô chú anh chị ơi. Rồi, cây này giống như đó. Con thú, giống như con sóc đó cô chú anh chị. Rồi, bộ đế giống như con sóc đó cô chú anh chị. Đây. 30 ha. 30 hoành. Lâu lâu vô kiểm tra thử ha. Rồi chi cành nhánh này cơ chú anh chị. Khoan chi cành nhánh. Xem con bộ đế phải không? Đây bộ đế giống như con sóc luôn cô chú anh chị, có cái đuôi nó quất qua một bên nè cô chú anh chị. Sóc có đuôi dài thon đó. Chán đó, con sóc. Nè, hai chân đó nè, cái đuôi quất qua một bên nè cô chú anh chị. Rồi mình lên thân cành nha quý vị.
để mình thú nằm luôn cô chú anh chị. Nói chung cây này dáng thú chuẩn rõ, để mình thú luôn. Tay cành đặt kẹo ha, tay cành đặt kẹo xương chi đẹp luôn cô chú anh chị. Cành đặt kẹo từ dưới lên trên luôn rồi quý vị. Rồi ngắm nghía xương cành lần nữa nha quý vị. Này qua xương cành thì khổ nói rồi, quá xả đặc luôn. Mã số 7 cô chú anh chị ơi. Luôn như em. Mã số 7 em gái giao lưu giá 3.500.000, em gái phí ship toàn quốc cho em cắt đọt luôn cô chú anh chị. Cắt đọt còn khoảng 2m2 2m, em gửi đi cho cô chú anh chị mình giết vuốt đều tàn lại cô chú anh chị, còn 200 cây số thì em giữ nguyên. Rồi, xuống cây luôn, qua cây mới luôn. Em lên cho mình là mã số 8 cô chú anh chị. Đây, cây này vừa xù vừa dán đế thú mà vừa xù trứng nữa cô chú anh chị. Rồi, lát nữa mình coi kiểm tra đó là sao ha. Chiều cao là 2m rưỡi, toàn ngang 2m rưỡi luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em này cái cổ bẻ chứ cũng ngặt lắm nha, cái tâm đòi sao đây. Con này thì đó đây đi. Đâu, cô chú anh chị nè, để 37 hay đó đó 37. Dạ 37 hoành ở đây nha cô chú anh chị. Đây còn nếu mà xuống đây nữa là nở ha, tại vì nó bị cấn cộng rễ đây rồi cô chú anh chị. Đây lưng mình thú nha cô chú anh chị. Đây lưng mình thú và xù lọc rồi cô chú anh chị. Đây cùng đặt hết luôn ha, rễ đế nè cô chú anh chị. Cây này là cây ra dáng thú luôn nha cô chú anh chị ơi. Nè nét dáng thú luôn, cổ ngoái luôn, có gọng cần cổ luôn. Cái mình lưng dài luôn cô chú anh chị. Đó cái mình lưng thú nằm luôn cô chú anh chị. Mình nhìn kỹ cây ủng hộ em ha. Lâu mai thì này thì nó 6, 7, 8 năm tuổi rồi cô chú anh chị. Cây già mùa lắm rồi. Mấy trứng lọc hả? Dạ xù trứng lọc nè. Đó. Đây nữa nè. Chống chịu gì có đủ hết nha cô chú anh chị. Rồi tới thân cành nha quý vị. Cành đặc hết trơn, đặt kẹo cành luôn ha. Đó. Đặt lên tới đỉnh luôn quý vị. Em này dịu gì cắt bớt ha, tỉa dạ, bớt. Tỉa bớt cho tông lùng lực cô chú anh chị. Mã số 8, cây dáng thú nè em gái giao lưu giá 5 triệu quá mềm cây này luôn cô chú anh chị ơi. Cây bự mà cổ 5 triệu thôi, cổ bẻ dáng thú đẹp luôn. Quá mềm cây này luôn cô chú anh chị. Cây đẹp về có 5 triệu. Chốt gấp đi quý vị ơi. 5 triệu bao phí cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Mã số tiếp theo quý vị. Dạ em lên tiếp theo cho mình là mã số 9 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 2m, tàn ngang là 1m rưỡi hơn ha cô chú anh chị. Rồi. Nó hoành báo từ xa luôn em. Cái này nó có một cái chân đảo lên, to quá em đo trong không được, em đo đây nha. Ở ngoài luôn. 31 hoành. Rồi, 31 hoành. Đó. Đế nè cô chú anh chị. Nghe kỹ nha quý vị, đế. Có cộng rễ chịu ngay đường thân cộng đường chẵn luôn ha. Dạ. Rồi cho một vòng nữa đi em. Rồi thân cành luôn nha quý vị. Bây giờ nghe kỹ thân cành nha. Dạ, máy từ từ xuống đây. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Dạ, mã số 9 giá giao lưu giá 3 triệu anh ơi. 3 triệu ship sao đây? Bao phí toàn quốc luôn, cây này em giữ nguyên cho cô chú anh chị mình được nè. Ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Mã số tiếp theo à, quý vị. Dạ, em lên cho mình là mã số 10, một cây VIP nha cô chú anh chị ơi. Chi vàng xương ngang đặt kẹo kính thân cây luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 3m, tàn ngang 3m hơn, thoải mái, khỏe luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cây bường chản luôn. Cây này co đặc biệt luôn cô chú anh chị. Ây da, ngã không? Đừng có đụng nhiều quá nha. Rồi kéo ngang đây. 42 hoành hơn nè cô chú anh chị. Mới sắm cho em nói cái làng quay bự á cô chú anh chị. Để nghe chị đế nha. Đó. Đặt đế luôn ha. Đặt kẹo kính đế luôn. Rất là to, rất là bự luôn cô chú anh chị. To bẻ cũng ngắn luôn nè quý vị. À dán to một khối dính lại luôn á cô chú anh chị. Một khối bạn dính đặc bự lại luôn. Nguy hiểm quá. Rồi xem thấy đó. Nó cà rung vẫn biết nữa. Ý là bàn quay bự á. Rồi được kính bầu ơi.
Đường kính đầu là 82. 82 thân cành nha. Này về vô chậu mét 2 cô chú anh chị ơi. Bự lắm cô chú anh chị, cây bự cây to lắm cô chú anh chị. Nè nguyên một bảng khối bonsai luôn rồi cô chú anh chị. Nè. Đó, nguyên bảng khối bonsai đặt bự luôn. Rồi, vô tay cành nha quý vị. Chậm chạp nhân tâm, đều đều tay nha, đừng nhanh quá nha. Dạ. Mấy cái bạn tay cành nè quý vị đặt hết trơn nè. Lên trên đỉnh luôn ha. Tay cành đặt kẹo. Rồi, giá luôn nhiêu Tâm ơi? Mã số mấy? Nè, mã số mấy rồi quý vị? Mã số 10 cô chú anh chị. Mã số 10 em gái giao lưu giá 9 triệu, em gái bao phí 200 cây số cho mình cô chú anh chị ơi. Ờ, 9 triệu. Dạ. Cây rất là to, rất là bự khủng nha cô chú anh chị, hoành rất là lớn nha. Đám đo 42 hoành hay nhiêu đó. 42 hoành ha. 9 triệu mã số 10 cô chú anh chị. Dạ em lên tiếp theo cho mình mã số 11, một cây lùng lực cô chú anh chị. Đúng form lùng lực luôn. Chiều cao 2m2, tàn ngang 2m5 cô chú anh chị, đúng form lùng lực, hàng bonsai chuẩn. Ngay eo này, ngay eo nhỏ xíu con kiến vàng của nó là 39 hoành. 39 hoành hơn nha cô chú anh chị. Chỉ đo một vị trí này thôi chứ không có đo được chỗ nào nữa nha. Đó, ngay eo con kiến vàng ha. Rồi, cái củ nạc nè. Nguyên cái củ của em nữa nè. 65 nè cô chú anh chị. Củ nạc không 65 luôn. Mông nở 65, leo kiến vàng 39. Ủa? Nói ba, nói bậy nữa. Mới báo nhiều đó. 39 đúng rồi. Đúng rồi. Đó, củ nở để nơm đẹp hết cô chú anh chị. Đúng chuẩn lùng lực bonsai luôn cô chú anh chị. Nạc cái 65. Dạ. Để này xè đều cái củ nạc luôn ha. Chi cành lực đóng đều tứ diện luôn, phân bố rất khéo luôn cô chú anh chị. Chi cành nằm ở đây quá vậy. Rồi lên trên ha. Này chơi không tàn tròn lùng lực quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã số 11, em gái giao lưu giá 6.700.000, em gái phí ship 200 cây số cô chú anh chị. Rồi, 6.700 ha. Dạ. Chơi lớn. Đó, bộ đế nè cô chú anh chị, củ nở đặt kẹo luôn ha. Đây cô chú anh chị mình nhìn. Cây này rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Cây nào anh nào đây. Mà ở miền Trung miền Bắc á kêu hạ bonsai lùng lực. Hạ bonsai lùng lực thì này chơi được, dạ. Bonsai lùng lực thì em toàn quốc cho cô chú anh chị mình được, nói trong cây này chuẩn form, chuẩn tàn, chuẩn dáng cô chú anh chị đẹp. Rồi, qua cây mới luôn. Mã số 12 cô chú anh chị ơi, cái số. Mã số 12, chiều cao là 2m2, tàn ngang 2m5 cô chú anh chị. Rồi, vô cái hoành luôn. Báo luôn từ xa luôn. 32 hoành. Rồi, xay xay luôn, hoành 32. Con này giống như con 33 hay con ảnh ương gì á cô chú anh chị. Vô để trước như vậy nè, để cái số nè. Số gì? Số đây nè. Ghi số vô. Trên đó kìa. Đây là anh Dương ơi. Đây, bộ đế rồi cô chú anh chị, 12. Đây vào đế này cô chú anh chị. Dáng co rất là đặc biệt luôn ha cô chú anh chị. Y như cái cụ chỏ của mình luôn cô chú anh chị. Ngay co có tay cành luôn ha. Có tay cành phóng đi ra luôn. Khéo đẹp cây cô chú anh chị, vào đế đặc biệt luôn rồi. Một cục củ nở dưới luôn. Xe xe luôn. Đi cành đều luôn cô chú anh chị ơi. Tàn tròn đều luôn. Phân bố khéo luôn. Mã số 12, 3.500.000 cô chú anh chị ơi, phí ship 200 cây số cô chú anh chị. Bầu bự quá. Mã số 12 ha. Mã số 12. Rồi, qua 13 luôn. Em lên cho mình mã số 13. Mã số 13. Chiều cao là 2m8. Tàn ngang là 2m5 hơn. Rồi, luôn cô chú anh chị. Nặng, đợi không đi. Má ơi. 33 hoành cô chú anh chị ơi. Hoành 33 nha nghe quý vị. Ở cái tàn nè. Hết biết rộng luôn ha. Rồi thân cành đeo quý vị ơi. Đó, cành đặt hết trơn. Rồi
Đây, để đây. Mã số 13 cô chú anh chị. Anh nào cho em mượn cây viết. Rồi, mã số 13. Dạ, mã số 13, em gái giao lưu giá 5 triệu, em gái phí ship 200 cây số cô chú anh chị ơi. À, cây bự chảng luôn ha, 5 triệu. 5 triệu anh. 5 triệu bao phí 200 cây số. Rồi, mã số 13 ghi 13. Vô. Đây, mã dạ số. Rồi. Em lên cho mình mã số 14. Trời ơi. Nó tù lù một đống luôn cô chú anh chị ơi. Ôi ơi. Quả 44 hoành. 44. Chưa cho tăng ra, chưa cho chiều cao với tăng ngang này. Thù lù một đống luôn. Cao ngang luôn em. Cao 3 m, ngang 3 m luôn anh chị ơi. 44 hoành. Hoành 44. Đó. Cây bự chảng ha. Hồi nãy 34 hay 44? Em báo 44 á. Đúng rồi, 44 hoành. 44 hoành hơn luôn nè, quá trời quá đất luôn cái mình của nó. Cái lưng dài sọc luôn. Đây, để đây. Đây nặng dữ rồi quý vị. Rồi, xây xây tiếp luôn em. Đó, không có kỹ nha. Củ này cũng dữ à. Mã số 14. 44 hoành, củ dữ ha, để dữ ha. Rồi, thân cành đây rồi quý vị ơi. Áp máy vô quý vị ngắm kỹ thân cành nha. Quá chừng cái cây này cô chú anh chị. Cái này giống như cái con gì nó ngồi nó khom lưng á. Quá trời luôn, cái lưng dài sọc luôn. Máy anh đưa lên này Tâm ơi. Đưa lên đỉnh này. Người đổ trên đầu á, nóng với tôi. Đây. Đây, từ từ nha quý vị ơi. Mình xem thân cành lại nữa ha. Này cái bệ dạ. Cái bệ lưng này như con gì nó ngồi luôn, nó dài sọc luôn cô chú anh chị. Cây này giá quá im cô chú anh chị. Nhiều em 6 triệu à. 6 triệu hoành 44 để về nhưng quý vị 6 triệu và bao ship 200 luôn. Chủ shop bị ngủ mơ. Cây đó. Mã số tiếp theo. Dạ em lên tiếp theo cho mình mã số 15 cô chú anh chị. Một cốt thẳng gió đọt nhỏ xíu. Chiều cao là 2m2, tàn ngang là 2m5 hơn cô chú anh chị ơi. Rồi vô hoành luôn. 26 hoành. Hoành 26. Bao đế quá đẹp luôn. Rồi tay cành đây. Nách nước bể xù hết trơn luôn cô chú anh chị. Rồi. Em này như nó nách nước từ từ ngay chỗ đoạn này nè. Đoạn này xuống rồi nè quý vị ơi. Hết đoạn, cây luôn. Đoạn giữa thân này nè. Nè. Đầu từ đoạn này nó đã nứt rồi nhưng quý vị mình không có đưa máy vô cái trong đó được nha. Lên tới trên luôn. Đó. Ở dưới đây thì đưa tới nè. Đây. Nhìn nó nghĩ kỹ mấy cái nách nè. Đó. Dài lên trên ha, nách nào cũng có. Tương lai cô chú anh chị ơi, cây quá đẹp luôn. Ê, xẹn cái bay cái máy liền. Đây, à, vậy không nghe kỹ cái nách hang nó. Chạy chạy nhẹ 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 hết nè, đục cục gì hết rồi nè. Rồi bầu đế cũng đó, quá đẹp luôn đây. Cô chú anh chị. Vừa xù mà vừa đế nữa cô chú anh chị ơi, bầu đế quá đẹp. Rồi em trực xù, để đây. Đó. Cây cuối clip luôn cô chú anh chị. Đây ha. Biết bao nhiêu cây luôn mới được em cô chú anh chị ơi. Nách nào cũng để hết rồi. Rồi giao lưu nhiêu đây. Dạ mã số 15 em gái giao lưu giá 3.500.000 một cây mai sầu cô chú anh chị. Giót đọt luôn. Bầu đế đẹp luôn. Dạ clip này thì em gái có 15 cây mai tàn giả thủ đức bông năm 12 cánh. Cô chú anh chị của mình trong quá trình xem clip vừa ý hợp nhãn cây nào thì alo dùm em là 0346929112 cũng là số Zalo của em. Em cảm ơn cô chú anh chị của mình rất là nhiều.